Người xưa có câu, giàu hai con mắt, khó hai bàn tay, hay còn ví đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, để nói lên tầm quan trọng của con mắt trong cuộc sống, sinh hoạt của con người. Mắt hay còn gọi là cơ quan thị giác, ngoài chức năng thẩm mỹ còn có một chức năng quan trọng khác là tiếp nhận hình ảnh, giúp con người nhận thức thế giới bên ngoài. Có thể xem thính giác và thị giác là hai cơ quan quan trọng nhất, giúp con người tiếp nhận tri thức một cách dễ dàng. Và việc chăm sóc sức khỏe cho đôi mắt đang là mối quan tâm không nhỏ của tất cả mọi người. Tuy nhiên, không nhiều người nghĩ đến việc chăm sóc và bảo vệ đôi mắt, dù đó là việc rất đơn giản. Môi trường ô nhiễm, ý thức chăm sóc và bảo vệ mắt còn yếu, sự cách trở về mặt địa lý cũng như điều kiện thăm khám còn nhiều hạn chế, chính là những nguyên nhân khiến cho tỷ lệ người mắc các bệnh về mắt tại Việt Nam tăng nhanh. Để giúp người dân có thêm những kiến thức trong việc nhận biết, phòng và điều trị một số bệnh về mắt, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu bệnh võng mạc đái tháo đường, các triệu chứng, nguyên nhân và cách điều trị của bệnh. Bệnh võng mạc đái tháo đường là hình thái tổn thương mắt phổ biến nhất do bệnh đái tháo đường, có thể dẫn đến mù lòa. Bệnh đái tháo đường gây ra những biến đổi ở mạch máu võng mạc là tăng tính thấm mao mạch, tắc mạch và biến chứng tăng sinh tân mạch, võng mạc. Bệnh võng mạc đái tháo đường là nguyên nhân chính gây ra mù lòa ở các nước phát triển và dần trở nên phổ biến ở các nước đang phát triển. Trên thế giới có trên 200 triệu người mắc đái tháo đường, còn ở Việt Nam có khoảng 4,5 triệu người mắc, trong đó có khoảng 20% những người mắc tiểu đường có biến chứng ở mắt với các mức độ khác nhau. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, những tổn thương của bệnh ở đáy mắt sẽ rất nặng nề như phù hoàng điểm, xuất huyết võng mạc, xuất huyết dịch kính, bong võng mạc, vân vân, dẫn đến mù lòa. Là bệnh võng mạc đái tháo đường thông thường thì trong những cái giai đoạn đầu thì bệnh nhân người ta có thể là người ta không thấy có triệu chứng gì, người ta vẫn nhìn bề ngoài, nếu mà nhìn mắt bề ngoài thì có thể rất là bình thường, mắt vẫn trắng và bệnh nhân không thể giảm thể lực. Nhưng về sau khi mà đã bắt đầu có xuất hiện triệu chứng như là nhìn thấy mờ đi, hoặc là nhìn thấy ruồi bay, hoặc là những cái vết đen bồ hóng ở trong mắt chẳng hạn, hoặc là có thể đến mức độ là không nhìn thấy gì, đau nhức chảy nước mắt, thì đến như đấy là những cái giai đoạn muộn của bệnh, tức là bệnh đã bệnh có những cái biến chứng nặng và đe dọa đến cái chức năng thị giác. Thì đấy là về mặt về triệu chứng cơ năng, tức là về bệnh nhân cảm thấy được. Còn thông thường thì triệu chứng bệnh tiểu đường người ta phát hiện như vào khi là khám có định kỳ hoặc là khám có hệ thống, tức là bệnh nhân được khi sau khi phát hiện đái tháo đường hoặc là được bác sĩ khuyên đi khám bệnh, thì người sẽ thấy trên tùy theo những cái giai đoạn của bệnh mà có những cái biểu hiện khác nhau ở trên đáy mắt, là chủ yếu là trên võng mạc, có thể là có nhìn thấy xuất huyết ở trên võng mạc hoặc là xuất tiết, hoặc là những cái biến đổi các mạch máu, hoặc là nặng hơn có thể thấy những cái vậy người ta gọi là những cái vi phình mạch, những cái xuất huyết ở trong dịch kính, hoặc là bị bong võng mạc, hoặc là bị phù gai thị, phù hoàng điểm, tức là cái bệnh lý tiểu đường có rất là nhiều triệu chứng trên đáy mắt, cũng tùy thuộc từng giai đoạn bệnh mà có những cái biểu hiện khác nhau. Bệnh võng mạc đái tháo đường biểu hiện ở hai mắt. Thông thường bệnh nhân vẫn nhìn thấy bình thường trong một thời gian dài mà không biết mình bị bệnh. Khi phát hiện thấy nhìn mờ, nhìn hình biến dạng, thấy ruồi bay, bệnh đã tiến triển nặng. Do đó bệnh nhân tiểu đường nên lưu ý đi khám mắt định kỳ để phát hiện những rối loạn bất thường ở mắt và điều trị càng sớm càng tốt. Nguyên nhân gây nên bệnh võng mạc đái tháo đường đó là do đường máu cao kéo dài sẽ gây tổn hại mạch máu võng mạc. 95% bệnh nhân đái tháo đường type 1 xuất hiện võng mạc đái tháo đường sau 30 năm. Đối với bệnh nhân đái tháo đường type 2, bệnh võng mạc đái tháo đường có thể xuất hiện ngay khi phát hiện đái tháo đường. Do đó, bệnh nhân đái tháo đường type 2 được khuyên khám mắt ngay sau khi phát hiện bị đái tháo đường. Triệu chứng là tự nhiên thấy nó hoa mắt, nó hoa mắt một bên ngoài nhìn nó không chuẩn, thế cho nên đi là nó không vững. Đi từ tuyến huyện lên đến tuyến viện mắt Hà Đông thì họ đều nói là bong võng mạc. Thế thì
nên tuyến viện mắt trung ương này bây giờ họ đang điều trị. Họ điều trị đến tới đến mai khả năng là bệnh tiểu đường họ không mổ được ngay, mà khả năng họ sẽ cho về ngoại trú một tuần sau thì lên mổ. Theo tôi thì có cái lời khuyên là nếu bác sĩ nói là ta lên kiêng cái gì thì lên kiêng cái đó. Thế và họ hướng dẫn điều trị như thảo nên chấp hành thì để cho cái bệnh chính bản thân mình sẽ được hưởng thụ cái kiêng của mình. Chứ nếu mà mình sử dụng mà không nghe bác sĩ khuyên bảo thì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả. Một là mắt hàng là nó diễn biến đến nhiều những trường hợp khác. Bệnh lý võng mạc tiểu đường được điều trị bằng nhiều phương pháp phụ thuộc vào giai đoạn tiến triển của bệnh và những biến chứng của nó. Bác sĩ điều trị dựa vào nhiều khám nghiệm để lượng giá quá trình tiến triển của bệnh và quyết định phương pháp điều trị thích hợp. Bệnh nhân sẽ được tra thuốc giãn đồng tử để khám đáy mắt, chụp mạch huỳnh quang để đánh giá tình trạng mạch máu võng mạc và hoàng điểm. Bệnh võng mạc đái tháo đường được điều trị laser, tiêm nội nhãn, phẫu thuật tùy giai đoạn của bệnh, điều trị toàn thân về đường huyết, huyết áp và mỡ máu. Đối với những người đã và đang mắc bệnh võng mạc đái tháo đường, cần được theo dõi và thăm khám định kỳ để giảm thiểu tối đa biến chứng của bệnh. Bởi khi bệnh nhân xuất huyết dịch kính, bong võng mạc, glaucom tân mạch sẽ dẫn đến tình trạng mù lòa. Bệnh tiểu đường nói chung có rất nhiều phương pháp để điều trị bệnh tiểu đường, cũng tùy thuộc vào từng giai đoạn bệnh mà có về cách điều trị khác nhau. Thì chủ yếu mà người ta thể đầu tiên là điều trị nội khoa, cái vấn đề quan trọng nhất là bệnh nhân phải cân bằng được đường máu, tức là người ta phải kiểm soát được cái đường máu tốt. Cái yêu cầu là bệnh nhân phải kiểm soát được đường máu dưới 6,5 milimol trên lít. Và ngoài ra người ta còn kiểm soát được cả cái huyết áp, tình trạng nếu như có căng huyết áp phải kiểm soát được tốt huyết áp, kiểm soát mỡ máu hoặc là điều trị được tốt các bệnh lý về thận hoặc là tình trạng thiếu máu. Thì riêng cái điều trị nội khoa trong cái bệnh tiểu đường như vậy có vai trò thứ nhất là nó ngăn chặn cho bệnh nhân tiến triển đến bệnh võng mạc tiểu đường, hoặc là khi bệnh nhân đã có bệnh võng mạc tiểu đường thì nó sẽ làm ngăn chặn người nhanh tiến đến cái bệnh võng mạc tiểu đường những cái giai đoạn nặng hơn, hoặc là ngay cả bệnh nhân ở biến chứng nặng thì người ta có thể là làm cho giúp cái điều trị tốt thì giúp hỗ trợ thêm về những cái điều trị tại mắt làm cho bệnh nó tiến triển tốt hơn. Còn về điều trị tại mắt thì tùy thuộc, nếu khi bệnh nhân đã bắt đầu có những cái triệu chứng mà đe dọa đến chức năng thị giác thì bệnh nhân bắt đầu có những cái điều trị tại mắt, thì chủ yếu điều trị mà kinh điển là điều trị bằng laser. Thì laser võng mạc này ta bảo là có thể ngăn chặn được cái nguy cơ mất thị lực, nhưng mà không phải laser có thể ngăn chặn được hoàn toàn mất thị lực, nhưng đa phần là laser có thể ngăn chặn được cái nguy cơ mất thị lực. Thì bệnh nhân thường là được người ta gọi là hình laser quang photo, tức là laser toàn bộ võng mạc để làm giảm cho bệnh tiểu đường ấy trong cái giai đoạn tăng sinh nó tiến triển đến chảy máu hoặc là bị bong võng mạc, tức là những cái biến chứng mà gây mù. Về sau nữa, nếu như bệnh nhân đã xuất hiện những cái biến chứng ở cái giai đoạn gây mù, tức là cái bệnh chứng người ta gọi là giai đoạn bệnh võng mạc đã tăng sinh nặng, đã có xuất huyết kịch kính này, bong võng mạc, thì phải hội nhờ đến cái sự hỗ trợ của phẫu thuật. Thì phẫu thuật thì ngày nay ấy, trước đây thì phẫu thuật về đái tháo đường là trong tiên lượng bệnh nhân đã đến cái giai đoạn mù là tiên lượng rất nặng, cái khả năng hồi phục được là kém. Tuy nhiên ngày nay thì cái kỹ thuật và cái trang thiết bị rất là tiến bộ ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam, nên là cái tiên lượng về mặt phẫu thuật đã cải thiện lên rất nhiều, và đa phần là bệnh nhân có thể trong cái giai đoạn mà chảy máu thì hầu như bệnh nhân có thể khôi phục được. Giai đoạn bong mạc thì nó khó khăn hơn, tuy nhiên nó cũng không phải là mình, tức là mình mất đi quang hoàn toàn, khi chuyển giai đoạn này là bệnh nhân bị mất thị lực hoàn toàn. Nếu như mà bệnh nhân đến vẫn còn trong những giai đoạn sớm của bong mạc thì vẫn có thể hồi phục được thị lực. Hồi phục thường hồi phục một phần ấy, khi đến đến cái giai đoạn bong mạc thì không thể lấy lại được cái thị lực bình thường nữa. Ngày nay thì có cái một cái phương pháp điều trị rất là mới, gọi là hiện đại, tức là xuất hiện cái thuốc là một cái thuốc gọi là ức chế yếu tố phát triển đối mô máu, như là cái tên biệt dược ở trên thị trường hiện nay mình đang có như là Avastin hoặc là Lucentis. Thì hai cái thuốc đấy nó đã có cái vai trò rất là lớn trong cái việc mà điều trị bệnh tiểu đường, tức là nó làm cải thiện rất ngoạn mục cái tiên lượng cho cái bệnh nhân tiểu đường, như là đặc biệt như là cái hình thái phù hoàng điểm. Tức là bệnh nhân phù hoàng điểm trước đây người ta điều trị là bằng laser, tuy nhiên là laser nó chỉ có tác dụng là ngăn chặn mất thị lực tiếp tục, chứ mà nó không cải thiện được thì được. Tuy nhiên nếu sử dụng thuốc như là Avastin hoặc Lucentis
thì bệnh nhân hoàn toàn có thể lấy lại được thị lực và người ta vẫn có thể đưa thị lực trở lại được bình thường. Đấy. Thứ hai nữa, nó còn thuốc còn có hỗ trợ trong cái giai đoạn bệnh nhân là chảy máu, người ta được tiêm thuốc trước khi phẫu thuật, như là cái bệnh nhân mà sắp tới bệnh nhân sưng đấy, nhất là một mắt người ta bị chảy máu rồi, thì người ta tiêm được cái thuốc đấy trước khi phẫu thuật tầm 5 ngày đến 7 ngày thì nó sẽ hạn chế được cái biến chứng chảy máu ở trong mổ và nó làm cho cái thời gian hậu phẫu rút ngắn lại, tức là bệnh nhân hồi phục thì được nhanh hơn, phẫu thuật tiến hành dễ dàng hơn, nói chung là nó giúp đem lại cho cái kết quả phẫu thuật tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Sau đây là những lưu ý với bệnh võng mạc đái tháo đường. Bất cứ ai bị bệnh đái tháo đường cũng có thể bị võng mạc đái tháo đường. Trong giai đoạn sớm của bệnh võng mạc đái tháo đường, có khi bệnh nhân chưa nhìn mờ nhưng đã có những tổn thương ở võng mạc. Do đó khi bị đái tháo đường, người bệnh nên đi khám mắt định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa đáy mắt, thầy thuốc sẽ soi đáy mắt, chụp hình võng mạc có trích thuốc cản quang nhằm phát hiện sớm các tổn thương trên võng mạc và sẽ quyết định phương pháp điều trị. Ổn định lượng đường trong máu và huyết áp sẽ làm chậm sự tiến triển của bệnh. Người bệnh nên khám mắt định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ. Nếu bệnh được điều trị sớm, sẽ càng có nhiều cơ hội để phòng ngừa mù lòa. Để giữ cho cửa sổ tâm hồn của mình luôn sáng và trong, đặc biệt là phòng tránh được bệnh võng mạc tiểu đường, một bệnh gây nguy cơ cao về mù lòa vĩnh viễn, chúng ta cần có thái độ nghiêm túc trong việc chăm sóc đôi mắt của mình, luôn giữ mức đường huyết ổn định, có chế độ ăn uống hợp lý cũng như tập thể dục đều đặn. Đặc biệt, mỗi chúng ta cần tạo thói quen khám mắt định kỳ ở bệnh viện có chuyên khoa mắt. Đối với những bệnh nhân bị bệnh tiểu đường hay phát hiện bị đái tháo đường, thì khám mắt là một phần quan trọng của kế hoạch điều trị bệnh tiểu đường. Liên lạc với bác sĩ nhãn khoa ngay lập tức nếu trải nghiệm thay đổi tầm nhìn bất ngờ hay tầm nhìn trở nên mờ, chắp vá hoặc mờ. Hãy nhớ rằng, bệnh tiểu đường không nhất thiết dẫn đến tầm nhìn kém. Một vai trò tích cực trong quản lý bệnh tiểu đường có thể đi một chặng đường dài tiến tới ngăn chặn biến chứng của bệnh.